Sao mà tôi đấm hết được rồi, vậy? Quá, sao tôi đấm hết được rồi? Mà cổng trời nha mọi người, cổng trời nha. Hết bao một rồi mới bem nhau nha. Tôi đấm không được ta. Tôi bấm nút đập nút đấm không được nè, rồi sao tôi chơi? Hello Đức Official, mày đứa kia bao nhiêu? Sao mà tôi bấm nút báo không được? À được. Ê, đông quá. Mọi người thấy tôi không? À, sao cái nấm ở đây là gì nhờ? Mọi người thấy tôi không? Mọi người thấy tôi chưa? À, sao chả ai mà hồi đám gì hết ta? Bảo trì gì vậy chị? Bảo trì bên Mọi người thấy tôi không? Ây da! Ai bắn vậy? Đi đây coi. Mẹ, đứa nào nó mới bắn? Đây, đứa nào nó mới bem mình vậy? Mọi người thấy tôi không? Trời ơi, đi ra coi, tôi là nhân vật chính hôm nay. Mà cái gì vậy? Đi xuống coi. Đi xuống, tôi là nhân vật chính mà. Mấy con cha nào lên đây lấy ghế ngồi uống nước vậy trời? Trời ơi. Từ để tôi đi kiếm cái gậy rồi cái từ. Để tôi đi kiếm máu. Trời ơi má ơi. Thôi đứng đây nhảy. Lên. Tôi vừa bước lên cái cả đám vừa bước lên luôn. Sao nó giết em? Quá. Ai giết em vậy? Còn 47 người má ơi. Ờ, đứa nào giết em vậy? Cái này là chúc mừng 5.000k sub mọi người. 5.000k sub mọi người ạ. Nhảy nào. Ai mới bem tôi? Quá thật. Ai bem tôi? Quá tờ, ai bem tôi vậy? Trời ơi, tôi bảo hết bo một mà. Ông nào bem vậy? Ông rớt phò bem đúng không? Ông rớt phò bem tôi kìa mọi người, giết đi. Vãi thần, sao giết tôi? Trời ơi. Trời đất ơi, tôi bảo là đừng có giết rồi mà bạn cũng có ông vọng phá nữa chứ. Trời ơi, là thế nào mà ăn mừng 5.000 sub của tôi. Trời ơi, ông rớt phò thiệt luôn á. Ông phá thiệt luôn á. Này hết bo một này, chuẩn bị bem nhau này. Chưa vô cái bo luôn á. Loạn hết rồi. Cái này loạn hết rồi, loạn cả rồi. À rồi, buồn. 6.000 năm rồi, đúng rồi, buồn thật, em bị giết đó. Nè, bảo là vừa mới xong mà bem nhau rồi. Ok, và cũng sẵn đây thì mình cũng cảm ơn 5.000 sub đã ủng hộ mình suốt trong thời gian vừa qua. Thà và mình cũng cảm ơn fan của anh Quý 11 ngón luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi mà đã qua kênh nhiều ủng hộ nha. Và các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho một lượt đăng ký nha mọi người ơi. Và mình sẽ hứa sẽ càng ngày, nếu mà các bạn cứ ủng hộ mình như thế này thì mình sẽ ra những cái gọi là những cái video, những cái clip hấp dẫn hơn và hay hơn để cho mọi người đón xem nha. Và mỗi cái livestream của Nhi là đều có ít nhất là một cái kết tâm, đa số là tầm 2 kết tâm trở lên. Và mọi người hãy nhớ là vào ủng hộ và vào chơi kết tâm để giành lấy kim cương của Nhi nha. Trời ơi, giờ là nó chém nhau kinh khủng rồi mọi người ơi, nó chém nhau. Chị ghi sai 2 số củi, em ghi sai thì có, em ghi sai á. Em ghi sai mà, chị nhớ là chị ghi đúng mà, toan luôn, Yến Nhi giết rồi. Chơi kỳ quả, đúng rồi, chơi kỳ cực kỳ luôn, em cũng đang ở Tây Ninh à, hello em nha. Trời ơi, chơi gì hết mà nó giết tôi. Hồi nãy là tôi vừa rớt xuống là tôi vừa đứng lên cái bục đó là biết bao nhiêu người bu lại là có một bạn quẹt tôi một nhát dao ở người rồi là tôi hiếp sọc ghê vậy. Yến Nhi chém ghê vậy, xỉu chị đọc mật khẩu đi nha chị. Trời ơi, xong này là toan rồi, không chơi làm gì được nữa. Bây giờ nếu tạo là phải mất thời gian lắm, giờ còn 31 bạn lận. Thôi coi như thì cũng ui gì, Yến Nhi chơi ghê vậy. Ủa mọi người, cho tôi hỏi cận chiến là mình có hack được không mọi người? Đu 6 kill.
lòng chứ, tưởng tưởng Yến Nhi lia nguyên nguyên tim chứ. Để ngay đầu chém chém thôi mà sao mấy sáu kêu là sáu kêu là chém hết luôn á. Ôi qua kêu này hai kêu này trời. Nói chứ mà cái top này thì vẫn phải lấy kim cương của chị được thôi, nếu mà ai được top 1 thôi. Nói chung thì cái bạn mà rất phò là chứ sao được, cũng đã bị trả giá sau khi mà giết chị rồi. Góc lục ồ rồi, bảo là trận này là ai top 1 ai top 1 thì tặng kim cương cho, rồi ăn mừng là 50 ấy, ăn mừng là 5k sub. Ui hiết so hay chị, hello Bảo Trần nha, hello Bảo Trần nha, trời ơi đổ mồ hôi chữ tôi. Thật sự là trong đầu tôi đang suy nghĩ là chúng ta sẽ rất là hòa thuận và hạnh phúc với nhau khi mà mình vừa đáp xuống cái tảng đá rồi chúng ta sẽ gọi là chém nhau rồi, không phải chúng ta sẽ nhảy múa ăn mừng cùng, chúng ta sẽ ngồi xuống uống ăn miếng bánh, uống miếng trà các thứ mà. Cuối cùng vừa đứng lên là bị một nhát đâm ngay tim rồi. Vừa đứng lên thôi, đứng lên cái chỗ đông người là bạn nào giơ một cái kiếm nhát đâm vào tim tôi. Sao tôi cũng thấy mẹ đi kiếm bông bông thuốc đỏ vô, rồi chưa kịp bông bông thuốc đỏ nữa, thôi kệ thì mình cũng suy nghĩ rồi chạy ra chơi tí, chạy ra chơi ăn mừng tí, vừa chạy ra chơi ăn mừng tí làm thêm vài nhát nữa nằm luôn. Ủa cái gì vậy, súng ở đâu ra vậy? Ủa súng ở đâu ra mà cái đùng vậy mà? Tôi sẽ tưởng tượng trong đầu tôi là sẽ rất là hoàn hảo, rất là hoành tráng các thứ, nhưng mà ủa cái này là cận chiến mà mọi người, trời ơi sao lại cầm súng ở đây, trời ơi. Nên là cái ăn mừng 5.000 sub của tôi bây giờ tan thành mây khói rồi, trời ơi cận chiến mà bây giờ đứng nhảy luôn, cận chiến phải bem nhau phải chém nhau chứ thì sao lại dùng súng ra, trời ơi. Con nào thích thằng đạn, nói chơi súng chán quá à, mọi người phá rồi, mọi người phá banh tành rồi. Ôi mọi người phá banh tành rồi mọi người ơi. Thứ nhất là trước khi mà bom một vô là mọi người đã bem chị trước rồi. Ui hít sọt luôn. Và cái thứ hai là các bạn đã dùng súng, đã có súng ở trong cái trong đây, cây bị súng. Buồn dễ sợ luôn á. Tính ra là buồn dữ lắm luôn á mọi người. Là biết là bao nhiêu bạn, 30 mấy bạn là cũng vào đây là cũng muốn là tạo một cái video như thế này, nhưng mà tại vì có một vài bạn là không có hợp tác thôi. Tất cả có lẽ là các bạn sẽ không xem livestream mình nói kỹ càng một tí, nên là các bạn đã là phạm gọi là mắc lỗi xíu thôi, nhưng mà thôi cũng không sao. Nói chung thì sẽ chung là đây chỉ là một cái kết giao lưu thôi, để mình có thể là nhảy vào cái chỗ cổng trời để có thể là gặp gỡ cái là hội tụ nhiều bạn trong xem live của mình. Ở vào đây nhảy múa thôi cũng được vài giây, nhảy múa rồi cũng hội tụ thôi cũng được rồi. Nói chung thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều, và nói chung thì cũng buồn một tí xíu thôi mọi người. Và cái gì thì mọi người hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn like để ủng hộ mình tiếp nha mọi người ơi. Mẹ không hiểu sao mà chơi được cái cây súng này luôn á. Không hiểu sao mà chơi được cây súng được luôn á trời. Ông hãy nói cho tôi nghe là tại sao, động lực nào mà để có thể đưa đẩy ông lụm được một cái cây súng vậy ông, để ông lia hết map của tôi vậy ông ơi. Trời ơi tôi khổ quá mà ông ơi. Giờ là ông đi là ông chỉ là ông cầm mấy cái súng ông lia hết map, ông lia hết những bạn fan của tôi rồi. Tính ra là tôi cũng hóng ông này vô bình luận livestream của tôi là bảo chị ơi em lia hết map rồi chị ơi. Má hiện tại giờ là 24 người đang xem ổng luôn á. Mẹ nãy giờ là ổng giết hết 10 người rồi á. Ủa chắc bây giờ là định gạ cận chiến.
Cận chiến nè, ê ra đây nè, tao chơi cận chiến nè, tao không có bắn súng được đâu, ra đây 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 nè. Đừng có ra, nó dụ đó, đừng có ra. Trời ơi, vừa ra là nó móc một cái súng ra, nó bắn cho bể đầu. Trời ơi, thiệt luôn á. Trời ơi, giết được 10 kill rồi, rồi gạt tay đi chứ, gạt tay nữa mọi người. Khổ thiệt luôn á, không bắn gì vậy. Còn còn ý là còn có mình ổng với ông đối diện thôi, còn có mình ổng với ông đối diện thôi. Mấy cái ông kia ông vẫn còn ngồi được. Trời ơi, ra đi, còn có một cái bo thôi, sắp bo cuối rồi, vài giây nữa là bo cuối rồi. Kêu kêu nữa, mọi người nghĩ là ông này có được top không? Mọi người nghĩ ông này đã có được top 1 mọi người. Tôi nghĩ ông này được top 1 chắc là không ai vỗ tay ông này luôn á. Dụ người ta, ông đang dụ người ta cận chiến nè, giờ ông bỏ cái súng ra đi rồi ông phải là ông hãy chơi cận chiến. Ôi bao cuối rồi kìa, chơi luôn đi, chém được một miếng máu rồi ấy, mới tới giờ hôm nay mà ông còn lấy được cái súng ra luôn á. Trời ơi rồi. Ê, trời ơi, kêu nhảy nữa chứ, nhảy các thứ nữa. Trời ơi ông ơi, là ông, tôi không biết diễn tả lời nào mà nói với ông được luôn á ông ơi. Ok, và video này thì mình xin cảm ơn 5.000 người đã đăng ký ủng hộ kênh mình, và cũng như là cảm ơn fan của anh Quỷ 11 Ngón đã qua đây ủng hộ kênh mình nha. Và mình hứa với mọi người là mình sẽ cố gắng tạo ra những cái giải thưởng hấp dẫn và tạo ra những cái video có đầu tư hơn để cho mọi người xem. Mọi người nhớ đăng ký và chờ đợi video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha.